Xin chào quý vị đang theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Bắt đầu tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Sáng nay, ngày 17 tháng 12, Việt Nam tiến hành tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19. Ba tình nguyện viên, gồm hai nam, một nữ, tuổi từ 18 đến 50, đã được tiêm mũi vaccine Nanocovax đầu tiên. Danh tính của họ được bảo mật. Cuộc tiêm thử nghiệm tiến hành tại Học viện Quân y Hà Nội Ba tình nguyện được chọn trong hơn 200 người đăng ký tham gia thử nghiệm vaccine Nanocovax đã được xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, đảm bảo các tiêu chuẩn. Sau khi tiêm, các tình nguyện viên nghỉ ngơi tại Học viện Quân Y theo dõi trong 72 giờ. Sau khi tiêm, cả ba người hiện chưa có phản ứng nào bất thường. Dự kiến 3 ngày sau, những tình nguyện viên còn lại trong số 60 người thử nghiệm giai đoạn 1 sẽ được tiêm vaccine. Phát biểu trước khi bắt đầu tiêm thử nghiệm, Trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y nhấn mạnh sản phẩm này do người Việt Nam sản xuất, dành cho người Việt Nam. Ông cũng nhắc lại, việc Việt Nam sản xuất được bộ test chuẩn đoán nCoV với tính chính xác và hiệu quả cao và bây giờ chúng ta đã sản xuất và đang thử nghiệm vaccine COVID-19. Hãy cùng chung tay để đất nước có vaccine thật an toàn và hiệu quả, ông nói. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh điểm hết sức quan trọng là đảm bảo an toàn cho người tiêm thử nghiệm, đồng thời khuyến cáo người dân cần hiểu cách phòng bệnh, ý thức cá nhân rất quan trọng, không ý lại vào vaccine. Đồng thời, người tình nguyện tiêm thử nghiệm vaccine COVID được bảo hiểm tối đa 100 triệu nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm và công ty Nanogen, đơn vị phát triển phát sinh ngừa COVID-19, đã ký hợp đồng hôm nay, ngày 16 tháng 12, một ngày trước khi chính thức tiêm ngừa trên người tình nguyện. Việt Nam là một trong những quốc gia được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công nhận hệ thống nghiên cứu và phát triển phát Do đó, ngành y tế có kinh nghiệm trong nghiên cứu và thử nghiệm phát Việt Nam đã tự sản xuất được 11 trên 12 loại vaccine khác nhau sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng.